Các bạn phải hiểu là có rất nhiều người ta khao khát về với gia đình. Bây giờ là khoảnh khắc của những ngày cuối năm, là không biết có những người thì cũng đã về quê rồi, còn những bạn thì không có cơ hội may mắn được về quê. Thì bây giờ sẽ là một cái chương trình đặc biệt, là chúng ta sẽ trò chuyện bên cái mâm cơm ngày cuối năm. Theo anh ấy thì một năm qua anh đã làm những gì và anh đã mất những gì? Một năm thì là cái cơ hội chúng ta nhìn lại, nói rằng là chúng ta đã làm được những cái gì mà không làm được cái gì thì nó rất là vô vàn. Và tôi chỉ có một cái suy nghĩ là như thế này: những cái gì trong khả năng tôi làm được là tôi đã làm, còn những cái điều chưa làm được tôi nghĩ rằng là nó còn rất nhiều đó. Nhưng mà khả năng đến đâu, mong muốn đến đâu thì tôi đã thực hiện trong năm vừa rồi. Có rất nhiều cái được và cũng có rất nhiều cái mất. Thông qua cái việc mất thì tôi cũng hiểu ra là chúng ta đã được rất nhiều điều, được những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, được những cái kinh nghiệm về thất bại để làm tiền đề cho những thành công trong tương lai. Tôi biết có rất nhiều người suy nghĩ rất nhiều nhưng hành động rất ít. Đấy là một cái điều mà tôi đã sửa được trong cái năm vừa rồi. Ý tưởng lúc nào cũng có trong đầu nhưng để bước chân ra để thực thi thì không ai làm cả, đúng không? Và tôi biết rằng là tương lai nó chỉ có thể thay đổi thông qua hành động, đúng không? Hành động tốt hay xấu là thông qua việc chúng ta suy nghĩ về cái điều đó có thấu đáo hay không, có đầy đủ hay không. Chúng ta không thể thay đổi được tương lai chỉ bằng suy nghĩ, mà chúng ta chỉ có thể thay đổi tương lai thông qua các hành động. Sai, sửa, ngã, đứng lên, đấy là cái con đường cơ bản để chúng ta có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Vâng. Bây giờ thì các bạn trên mạng xã hội thường chắc là đang thời gian ở đây đang truyền tay nhau cái bài hát mà giờ là lúc nhìn lại những gì năm cũ đã qua. Đúng rồi. Đấy, thì cái thời gian tổng kết này thì em nghĩ là nó cần cái xúc tác nào đấy từ gia đình nhiều hơn. Tại vì sao? Một năm qua có những người đã xa nhà, hoặc là mấy năm qua có những người cũng đã xa nhà. Đúng rồi. Vậy thì cái tình cảm gia đình thực sự nó rất quan trọng ở thời điểm này, đúng không? Thực ra là mất được với một con người ấy, thì nó rất tương đối, đúng không ạ? Nếu mà một bạn trẻ mới ra trường thì có khi cái được ấy chỉ cần là có một công việc thôi, không bị thất nghiệp thôi, đấy là một tâm lý cơ bản. Còn với một doanh nhân, với một ông chủ lớn thì có thể phải là 100 tỷ, 1000 tỷ thì đấy mới là được, chứ còn vài trăm triệu không là cái gì cả. Nhưng mà với những người lao động, với những người công nhân thì có khi chỉ là 1-20 triệu thôi. Như vậy là cái được, cái mất nó phụ thuộc vào tâm lý của con người và cái nhu cầu của họ với những cái mà họ chưa đạt được, đúng không? Tôi biết là có rất nhiều người ấy, thường là chỉ tiếc nuối chứ không biết là những cái mình đã đạt được. Tôi có một cái câu chuyện như thế này: có những người ấy, người ta chỉ tiếc nuối về những cái đã mất chứ người ta không hiểu được ý nghĩa những cái người ta đang còn. Bạn có tin không? Một cái bàn tay, một đôi mắt của bạn nó trị giá bao nhiêu tỷ đồng, đúng không? Bạn đang có những cái tài sản vô giá, đó là sức khỏe, đó là một cơ thể hoàn hảo, đó là một trí não thông minh, đúng không? Thì đấy là những cái bạn được, chứ bạn đừng nghĩ đến những cái bạn mất. Đó. Rất nhiều người nhá, có những người ấy, người ta nghĩ rằng là chúng tôi không có 100 tỷ, đúng không? Thế nhưng người ta bảo là nếu bạn có đổi đôi mắt lấy 100 tỷ không? Không ai đổi cả. Như vậy đôi mắt, trái tim, bộ não của bạn nó trị giá rất nhiều, nhiều triệu, nhiều tỷ đồng. Thế nhưng mà bạn không hề đánh giá cao về nó. Các bạn nên trân trọng những cái bạn đang có và hướng tới một cái tương lai tốt đẹp dựa trên những cái tài sản bạn đang sở hữu. Chứ bạn đừng tiếc nuối. Có nhiều người ấy, không bao giờ sống hết mình cho hiện tại mà chỉ tiếc nuối quá khứ và lo lắng cho tương lai, đúng không? Bạn cứ sống hết mình cho hiện tại đi. Hết mình cho hiện tại thì tương lai tốt đẹp sẽ đến. Thế thì em một cái chương trình nó là một cái lời động viên và một cái lời tâm sự
của những người vẫn với bạn, với các bạn đang phải ăn cái bữa cơm cuối năm một mình, hoặc là ăn cái bữa cơm cuối năm ở nơi xa. Tôi có những người bạn đi làm ở nước ngoài, không có tiền để về, vì mỗi lần về bạn ấy đi 5 năm, 10 năm không về quê hương. Con lớn lên, cha mẹ già đi cũng không dám về, là vì sao? Vì họ không có tiền. Mỗi lần về tốn mấy chục triệu tiền vé máy bay rồi là quà cáp cho mọi người, nên là họ không về. Và mỗi cái dịp như vậy, mùng 1 ấy, các bạn ấy ăn uống với nhau, uống xong được một cốc bia chẳng hạn, gọi cho cha mẹ xong, thế là cứ cầm cốc bia, cầm chai bia, vừa uống vừa khóc, đúng không ạ? Thế thì các bạn phải hiểu là có rất nhiều người ta khao khát về với gia đình nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Thế nên là nếu các bạn về được với gia đình thì các bạn phải tận dụng mọi cơ hội để bạn về. Cũng tầm này năm ngoái thôi, hoặc là năm trước nữa, dịch Covid xảy ra, đúng không ạ? Không ai có thể về được với gia đình. Thế nên là các bạn phải tận dụng cái cơ hội này, về với gia đình là những điều bình thường nhất, đúng không? Có cha, có mẹ, có gia đình, chúng ta phải về với họ. Họ không cần cái điều gì cả từ chúng ta, không cần tiền bạc, đúng không ạ? Không cần chúng ta thành công mà chỉ cần về thôi. Thế nên là các bạn có cơ hội, các bạn nên tìm mọi cách về với gia đình để có một dịp sum họp rất là tốt. Thì trong năm vừa qua rất nhiều về câu chuyện nó khá buồn về cái tình cảm trong gia đình, nó bị gặp nhiều vấn đề. Thì anh có cái suy nghĩ gì về câu chuyện buồn trong năm vừa qua? Có lẽ là mất mát trong cái việc gia đình là cái mất mát lớn nhất. Nhưng có những cái mất mát nó nằm ngoài cái khả năng của chúng ta. Ví dụ người còn, người mất, sinh tử chẳng hạn. Nếu còn những cái điều mà nó nằm ngoài cái khả năng dự liệu của chúng ta, giống như việc sinh tử chẳng hạn, thì chúng ta không làm gì được. Nhưng có những cái mất mát mà nó giống như cái việc nó là như là cái cuộc hôn nhân chẳng hạn. Có nhiều người còn gia đình, có nhiều người đã mất gia đình thông qua cái việc ly hôn, đúng không? Đấy là một điều rất đáng tiếc. Mất gia đình tôi nghĩ là một cái điều mất mát vô cùng là lớn lao.